Dạ, con xin kính chào quý cô chú. Chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh. Thì hôm nay tiếp tục mình vẫn giao lưu ở vườn bonsai Thanh Bình hết cô chú. Đây, bonsai đồ gốm đồ xưa Thanh Bình luôn. Thì quý cô chú có nhu cầu về đồ gỗ, đồ gốm thì cứ liên hệ với anh Bình ha. Thì hôm nay mình giới thiệu clip bonsai quý cô chú để cho quý cô chú lựa chọn. Thì hôm nay cũng khá là nhiều cây độc đáo. Thì con mời quý cô chú cùng gặp lại anh Bình. Rồi, em Thanh Bình mến chào tất cả các bà con đang xem kênh. Hôm nay em cũng tiếp tục trở lại với bà con để giao lưu một số cây bonsai nha. Hôm nay em có cây sam hương khá đẹp nha bà con. Cây ba thân rất là độc đáo ha. Với cầm nguyệt quế, sơ ghi, sam trái nha. Bên em sam trái khá nhiều. Và một số cây chiếu thủy luôn. Kim quýt. Rồi. Nói chung là bữa nay cũng khá nhiều mặt hàng nha bà con. Số điện thoại giao lưu bên cây của em là 0967979438 nha. Dạ. Đó, bà con mà xem kênh nó thấy hay đã chia sẻ ủng hộ và đăng ký kênh ha, để cho kênh Lục Tỉnh Miền Tây một ngày càng phát triển mạnh thêm nha bà con. Đó. Đây mã số 1 bữa nay là 1X nha bà con. Đó, cây sam hương rất là độc đáo của cô chú. Đây là một cây sam hương. Đó, ba thân, một gốc lên ba thân nó quyện rất là đẹp nha. Dạ. Đó, cây này cốt cành cũng khá lớn, lá đang rút lại khá nhỏ nha. Sạch sẽ anh ha. Đúng rồi, cây này rất là bệ sạch sẽ. Để nở vững chắc. Đây, chiều cao cây này là 39 nha. Dạ. Rất đẹp nha. Tổng cái chiều dài tán gì đó là 84. Dạ. Cái tán ngang chỗ này rộng nhất là 49. Ở cái này thì ba cái thân đó, nó đưa lên nó được là sửa từ nhỏ nha bà con. Hoành nó là 27 28 rồi nha. Đặc biệt cái dách này nó nở lắm đây, dách này dách nở hết toàn bộ cả phía sau luôn. Đây, những cái thẹo này đang kéo là rất là mạnh nha. Đây, những cái tác gia nó là liền thẹo rồi nha. Này nó liền hết rồi. Cái này gần như là liền hết rồi. Liền hết rồi. Những cái thẹo mà nó bị tát đó. Rồi. Để quay kỹ cái này cho quý cô chú mình tham khảo giao lưu hết cô chú. Đây, cái lá nó đang rút nha bà con. Bà con muốn rút lá nhỏ thì mình cứ việc mình lặt lá, mình ra nắng mình phơi ha. Ở phía sau này nó cũng nở chạc ra to. Đây, cái dách nó nở rất là đẹp luôn. Đây. Đó, cây này là cây khá đẹp nha. Cây này khi vô cái chậu ép chậu nhỏ thì ép cái chậu mà kiểu lại thì cây rất là lên nha. Rồi. À, em ra một cái cây cành nhỏ này thử coi là khoảng 14 rồi. Rồi. Còn cành này là khoảng 16. Rồi, cái này thì em giao lưu bà con là giá 3 triệu 3 em bao ship toàn quốc ha. Em ship toàn quốc với cái giá 3 triệu 3 em không có mà ship chậu nha. 3 triệu 3. Đi. Dạ đúng rồi. Chi trên này cũng khá lớn hết trơn. Chi cốt lớn trên rồi, cái này nó đã gần 3 nước dây. Cái lô này em có cũng một số cây rất đẹp nha bà con. Vẫn còn ha, vẫn còn cây đẹp nhưng mà em đem về trước một cây thôi nha. 3 triệu 300 ngàn em bao ship toàn quốc. Rồi. Đó cây. Rất độc đáo của chú. Sam hương nha quý cô chú. Tiếp theo mã số 2. 2X. Hai ít này thì em có một cây linh sam song hình, cây gin nha. Gin luôn anh ha. Cây này là cây gin không ghép đó. Song hình nha, bông tím bông chùm rất là đẹp luôn. Dòng này lá trung nha bà con. Cái dáng dáng bay đổ dán luôn bay. Chú ha. Đúng rồi, cây này thì mình ghép phối tiểu cảnh rồi đó. Đây, đó hồ cái cốt rất là đẹp luôn nha. Cốt, cốt cành cũng khá lớn rồi. Cây này nuôi cũng khá lâu nha. Chiều cao như là 36, tổng cái chiều dài tán như là 85. Cái này thêm giao lưu bà con giá chỉ 1,5 triệu thôi. Cái này nuôi cũng kha khoảng 2 năm mà nha bà con. 1,5 triệu thôi anh hả? 1,5 triệu. Cái này phối tiểu cảnh là hết ý luôn. Phối hồ rồi. Đây. Cái hoành đây. Gần 17 nha, yếu đế. 17 một tí. Cái đế nó vẫn có luôn. Đó, nó nở đế nha. Cái thân thì nó co lắc rất là quái luôn. Đó, mình ra xem cái dàn form nó trước đi. Em đặt lên cái dàn xương, cái dàn thân cho bà con mình xem. Đây. Đó, cái này thì em có chưa tỉa tắm như là cho nó đàng hoàng sạch sẽ. Cốt bự hơn ngón tay mình đúng không chứ? Bự rất là lớn, rất lớn luôn. Rồi. Cái này em giao lưu bà con giá chỉ 1,5 triệu em bao ship toàn quốc nha. Rồi, 1,5 triệu mua chú ơi. Vậy có thể mình thích đổ bên chồng dán đổ cắm xuống 2X 1,3 triệu. 1,3 triệu anh hả? 1,3 triệu. 1,3 triệu thôi của cô chú ơi. Rồi, đổi cây. Về vô cái dĩa phối tiểu cảnh rất đẹp. 3X. 3X là một cái sơ ghi nha bà con. Đó, dòng sơ ghi này thì vừa ăn trái mà vừa chơi bông, vừa chơi là tiểu cảnh, vừa chơi bonsai luôn. Rồi. Đó, hiện nay đang thịnh hành về cái vấn đề mà cái cây mà ăn trái mình làm bonsai nha. 39. Rồi. Đó, tán ngang như là 53. Đây, cái hoành. Cái hoành vị trí này là 13-14, cây này thêm giao lưu bà con là giá 1,2 triệu để bao ship toàn quốc nha. Cái này thì cái chi nó đã đầy đủ hết trơn, mình chỉ thêm một cái nước dây nữa là nó rất là ấm cây luôn. Yeah. Nó quái được một cái là cái dạng thân làm rất là quái nha bà con. Đó, sơ ghi nha. Rồi, mã số 3X 1,2 triệu em bao ship toàn quốc ha. Đây, tiếp theo là mã số 4X. 4X em có một cây nguyệt quế. Này là lá chung bông chùm nha bà con, lá khá là nhỏ và đẹp nha. Yeah. Cây này nó đang sung cây nha bà con, rất là sung cây. Cái thân nó thì nói chung là nó rất là quái rồi. Chiều cao đó là 70, tán ngang đến 60.
Cái này thì nó này của mấy ông lão chơi sửa theo cái lối kiển cổ ha. Nó rất là già cây à, cây này nó có tuổi cũng khá già cây ha. Bà con mình xem kỹ rồi bắt đầu có gì không gõ thì liên hệ qua số điện thoại của em là 0967979438. Đó, để em kết bạn Zalo gửi hình ảnh chi tiết để cho mình xem cho rõ để mình chốt hàng nha bà con. 14 nha, cái này 14 hoành. Cái dáng này nó rất đẹp ha, cái dáng này đẹp. Cái cốt lớn hơn tay cái nha, cây này liền lạc nha. À, có những cái thẹo này nha, mấy ông bảo đã chám xi măng là hết rồi. Chám xử lý đúng không ạ? Xử lý hết rồi. Đó, keo xi măng nhiễm chám vô đây cứ ngắt hết rồi. 4 ít nè em cho lũ bà con giá 900. Em có một cặp khá giống nhau nha bà con. 900.000 em bao ship toàn quốc nha. 900. Đúng rồi, 900.000. Tiếp theo là mã 5 ít. Đây, cũng một cây nữa đó, mình phối vô một cặp mình trưng rất đẹp nha. Đây, lối kiển cổ nha bà con. Cây này cái chi tử khá đẹp luôn. Đó bà con nhìn xem những cái đường thân cây này nó khá là già, nó nút nó lên hết rồi. 80 là chiều cao, tán ngang gì là 66. Đó. Dạ, hai cây nhỏ hai cây rất này là mình quái. Một cặp rất là đẹp luôn. Đó, cây này bà con nhìn xem, cái đường thân nó cái da của nó đó già rất là già luôn rồi, nó móng lên luôn rồi ha. Nó sù sù lên nút nha. 17 hoành. Đó, cái đế cũng đẹp nha, cây này rất là có duyên luôn. Cũng đồng giá là 900.000 một cây, em bao ship toàn quốc nha. Một cặp thì em sẽ giảm 100.000 nha bà con. Đó, em không giảm nhiều nha. Giá thì là em báo trên đây là báo giá xác rồi. Cái này ship đi cũng cái thùng to. Đúng là ship đi cũng nặng tiền nha. 5X900 em bao ship toàn quốc ha. Tiếp theo là sam trái nha bà con. Mã 6X. Đây người ta đã trồng một cái thùng nhỏ, trồng thêm một cái thùng lớn ở ngoài. Khi mình xử lý á, mình ép chậu mình dỡ cái thùng nhỏ lên. Đó là có thể mình xử lý vô chậu nhỏ ha. Rất là dễ, rất là tiện luôn. Cây nó sẽ không xuống sức nhiều. Đó. Chiều cao cây là 29, tổng chiều dài tán là 46. Cây này rất đẹp nha bà con. Đó, phơm tàn tay tán rồi ra khá dày đó ha. Đó, cái chi này nó nếu như không ấy mình có thể bỏ cũng vẫn được nha. Đó, cho nó phơm chống cái thân này đẹp. Rồi. 7 nha. Cây này hoành nhỏ nha. Đó, nhưng mà nó rất là già cây. 6X này giá là 700.000 nha. Hoành với 7 thôi. Đó. Cây này được nuôi thân từ nhỏ, là nuôi những cái chi này từ nhỏ rất là lâu ha. Cây này trên là 2-3 năm tuổi rồi nha. Được. Đó. 6X 700. 7X chi tay rõ ràng hết luôn. Dạ, chi tay rõ ràng. 7X cũng đồng giá là 700 luôn. Đó, cây này dáng bye bye nha bà con. Cao như gì? Đó là 20. Chiều dài tán như là 43. Đó, cái này em cũng có số lượng luôn. Bà con có cần thì cho em hay. Đó, những cái mặt hàng em lên thường thường số lượng rất nhiều nha. Dạ. Đây, quanh gì là 10 nha. 9 đi, tính 9 đi. Đó, nu nút. Cái này cây già mình nhìn cũng hiểu là mình biết là cái cây nó đã già như thế nào ha. Nu nút nó rất là nhiều luôn. Đế này cũng khá nở luôn. Phơm tay tán thì đã chia đều từ bánh hết rồi. Cái này mình chỉ còn một cái đoạn này thời gian nè, cũng không bao lâu thì nó sẽ dậy lại nha. À, cái này em giao lưu bà con là giá 700.000, em bao ship toàn quốc nha. Dạ, 700. Mã số 7X nha bà con. 8X là một cây sam trái luôn. Cây này cây to nha bà con. Cây to thì cái giá nó to hơn nha bà con. Đó, cây này nó già, rất là già cây. Cây này dáng đổ ha. Đó, đổ mà nó ôm theo chậu nha. Đó, cái này thì em chưa có tỉa là chuẩn xác hết để cho bà con mình xem cho nó rõ nha. Cái này nó cũng còn một số nhánh con ha. Đây, chiều cao. Chiều cao này là 19. Đó, cái này gì là em đoan gì thôi là 43. Đó, cây này nhìn mình nhìn cái dàn thân nó rất là già cây, rất là lớn cây luôn. Đây, em đoan cái vị trí này. Khoảng 14 nha bà con, 13, 14 nha. Đó, chứ có thể lớn hơn nữa. À, cái này thì em giao lưu bà con giá là 1.400.000 bao ship toàn quốc nha. Đó. Yeah, cái này 4. Về thì mình ép chậu vô một cái là cây nó rất là đẹp rồi. Đây, tiếp tục cũng một cây xanh trái luôn. Cây to nữa. Là một cây to nữa. Đó. Cây này đường thân đi cũng khá độc đáo nha quý vị. Đường thân là đẹp luôn. Đó, đường thân rất là quái ha, cái củ khá lớn luôn. Cao như gì đó là 34, tổng cái chiều dài tán như gì đó là 47. Cây này thì nếu như mình chỉnh sửa dây được à, mình đệm lại là cây rất là đẹp nha. Chuẩn dáng bonsai luôn nha bà con. Đây em đo như gì đi là 15, rồi em đo cái cũ như đó 17. À, cây này thì em giao lưu bà con là 1.500.000 em bao ship toàn quốc nha. 1.500.000. Cái cốt cành này nuôi cũng khá lâu, dây nó đã ăn rồi. Cái này về mình xử lý dây, có thể đệm thêm một nước, mình mở dây ra đệm thêm nước mới nha bà con, để cho cái phơm tàn nó mịn màng lên ha. 9X 1.500.000 em bao ship toàn quốc ha. Tiếp theo là mã số 10X. 10X em có một cây trung nu nha bà con. Đó, cây đang lên bông, bông rất là thơm luôn. Dòng trung nu này á, thì cái bông nó khá là thơm nha, rất là thơm. Về đêm nha. Đó, ban đêm thì thơm rất là mạnh luôn. Đó. Về đêm mình để cho thấy cái gốc nó dễ hơn nha. Trời, cái gốc này cũng khá đẹp đó quý cô chú. Một cốt ha.
Giá thì rất bình dân nha, đã 34 là chiều cao, tán ngang là 46. Cái này thì em giao lưu và con giá chỉ 600.000 em bao ship toàn quốc nha. Đó, cái này dán trực rất đẹp nha. 15 gần 16. 600.000 em bao ship toàn quốc ha. Cái này đã định hình form tàn nó đã ấm rồi. Cái này bà con giờ có thể là tỉa theo cái form nó ha cho nó đẹp lại thôi. Đó, theo cái ý của mình. Đó, thay cái chậu đẹp là được ha. 10x600 em bao ship toàn quốc. Đó. Tiếp theo là mã số 11X. Đó, cây này cũng là một cây trung nu luôn nha. Đó, cây này thì quá già cây và đẹp nha bà con. Đó, form tán thì chia tay tay kìa ha. Mới còn thiếu cái đọt, bà con có thể nuôi cái đọt thêm nha. 33 là chiều cao, tán ngang như là 52. Đó, cái này thì mình tỉa, mình cuôn lại cho nó sát. Cái đọt này mình xử lý một cái thì cây này nó sẽ lên cái dàn form nó đẹp nha. Cái này chỉ còn thiếu cái đọt nữa cái thôi. Cái này thì giá cũng khá dễ chơi, 800.000 nha, em bao ship toàn quốc. 35 là hoành tổng thể. Đó, cái đường thân nó nu nút rất là lớn luôn ha. Một cụm lên ba thân, đó, tam tài nha. Đó, cái này mã số 11X, 700.000 em bao ship toàn quốc ha. Dạ, 700. Rồi, đổi luôn anh ơi. 12X là như 12X, 800 nha bà con, cái này em giao lưu bà con giá 800. Đó. Rồi. Chiều cao. Chiều cao là 45, tổng chiều dài tán như là 48. Này nguyên cây lớn với nguyên cụm nhỏ luôn. Đúng rồi, một cây lớn và thêm một cụm nhỏ nữa. Đó. 21 là hoành, cái này giá 800.000 bao ship toàn quốc nha. 800 800 bao ship toàn quốc nha bà con, trung nu nha. Đó. Ngang như gì đó là 49 nha. Cao lạnh cái đây không biết lo chưa nữa. 38. Rồi. 800.000 em bao ship toàn quốc, bó bầu cho đi nha bà con. Những cái cây mà chậu nhựa hoặc chậu xi măng là em bó bầu cho đi ha. Rồi, đổi cây. Rồi, tiếp tục. Theo là mã số 13X là một cây kim quýt nha bà con. Cây này thì kẽm đã xả hết kẽm rồi. Cây này nó rất là quái luôn. À, lá nó đang lên xanh mướt rồi nha. Cao là 35. Nhỏ nhưng mà rất là dễ thương. Đúng rồi, ngang như là 44, cây này thì nó rất là già cây, không còn cọng kẽm nữa hết. Rồi. À, bà con muốn đẹp nữa về có thể mình thêm kẽm nó, mình vô vô và định hình nó lại một lần nữa. Em đo như gì á là gần được 10 nha. Yeah. À, cái đế thì ra khá đẹp luôn, 1.100.000 em bao ship toàn quốc nha bà con. Ép một vô cái cây kim quýt. Đúng rồi, cây kim quýt này thì đẹp. Đi thì em cũng không có mà ba mà ship chậu nha, bó bầu vô đi. 1.100.000 em bao ship toàn quốc, mã 13X, 14X. Một cây nguyệt quế nha, lên một cặp luôn đi, bán giá rẻ cho nó ra luôn đi. Rồi. Còn cây gì nữa không? 14, 15X, cặp này em giao lưu bà con giá chỉ 600.000 thôi nha. Đó. Rồi, 600.000 hai cây chút. 200.000. Ở 600.000 hai cây. Đó. Rồi. Phơm tàn thì mình cuôn, mình tỉa lại thì mình cái này thì mình vô chút xíu phân nữa là cây nó sẽ xanh ha. Cây này cây là tạm hết phân. Cao là 40, ngang gì là khoảng 45. Cây bên đây đẹp lắm luôn chứ. Đây, cái này thì nó lùn. Bây giờ mình về mình tỉa, mình phơm lại cho nó tròn càng ngãy mịn cái tàn thì cây đẹp. Hai cây em đo hoành một cây đã nha. 12. Đó, 600.000 một cặp, em bao ship toàn quốc, mã 14, 15 nha. Dạ, rồi, 600.000 một cặp nha quý chú. Đó. Tiếp theo là mã 16. 16X là một cây me nha, cây me này nó dung dành này hơi tối nó ngủ rồi nha bà con, lá nó không có xí, nó không có bung ra mà nó ship lại rồi. 550.000 em bao ship toàn quốc, cây này về có thể mình chỉnh sửa lại cái nó quái tí xíu cũng được nha. Cắt này mình chơi cây quái nha bà con, nó rộng lên có rộng chữ C nó cành gớt luôn. Hoành đây là 11, chiều cao đó là 50, chết rồi hay cái tán như là 53. Ở giá chỉ 500.000 em bao ship toàn quốc, bó bầu cho đi nha bà con. Đó, cây này thì em bó bầu cho đi, 500.000 em bao ship toàn quốc nha. Dạ rồi, 500. Rồi, đổi cây. Cây me. Tiếp theo 17 là một cây trung nu à. Cây này là cây cũng hết phân. Cây này thì bà con khi chốt đem về xong thì cuôn để cho nó sát đi. Vô một ít phân thì nó sẽ lên bông. Cây này lên bông rất gọn luôn. Cao như gì đó là 53, tán ngang đó là 59. Đó, 53, 59 nha. Rồi. 246 thân nha bà con. Nó lên được 6 thân một cụm nha. Em lo tổng cụm tổng thể nha. 33, 39 chứ. Rồi cái này thì em giao lưu bà con giá 650.000 em bao ship toàn quốc nha bà con. Đó, 650.000. 650. Bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn. Dạ rồi, tiếp đây, tục luôn. Tiếp theo thấy cái chậu này. Khỏi đi. 18m, 18m là một cây sam trái nha bà con. Cây này thì em giao lưu với bà con có giá là 600.000. Sam trái này thì cây rất là già và lớn rồi nha. Cao như gì? Đó. Dày đặc cái tàn. Cây này là phơm tàn thiên nhiên dày kín hết. Cao là 22, tán ngang như là 23,
4 đó. Cái thân nó co lắc, nhìn cái thân không là mình rất là thích đó nha. Nó yeah, rất là quái luôn anh ha. Để có này đủ luôn, nó nu nó cục. Ở đây đế vẫn còn ở dưới, có thể để nơm nhưng mà không xử lý nha. Dạ. À, cái này khi nào bà con cứ đem về thì nó sâu lý được. Dạ. Hoặc là sao để như gì, như vậy thôi cũng đủ xài rồi nha bà con, khá đẹp rồi. Đây, cái hoành như gì là 12. Cái này thì em giao lưu bà con giá 600, nó đang lên đọt non rất là mạnh mẽ nha. 600. Rồi 600 em bao ship toàn quốc nha. Dạ rồi. Rồi tiếp theo, à, em có một combo 2 cây. Đó, à, 2 cây này thì cây 19 20 nha bà con. Một cây cốc và một cây trang nha, 450 350, hai cây này 700 nha bà con. Rồi 700. Cao như gì đó là 22, ngang như gì đó là 31. Rồi một cây trang đỏ hay à, cây trang đỏ. Tàn. Cây trang đỏ này rất là mịn tàn rồi, 11. Cây này khi lên bông đều rất là đẹp nha. Cây này chiều cao như là cái cốc này là có chiều cao là 49. Đó, cái hoành như gì đó là nó 8 nha. Cái củ gì gì đó là 15. Một cặp này thì em giao lưu bà con giá chỉ 700 thôi. Ở ra giá rất là dễ xài, dễ chơi. Cái cốc này về thì mình có thể uống lại những cái nhánh bonsai khi ra bông, khi ra trái, nó rất là quái và đẹp nha. Dạ. 700 em bao ship toàn quốc nha, một 700. Cặp. Rồi. Dạ. À đây là cũng là mã cuối clip luôn nha bà con. Cuối luôn. Cuối clip Thanh Bình cũng xin chào và chân thành cảm ơn bà con trong suốt thời gian qua đã ủng hộ Thanh Bình. Em chân thành cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ rồi, em cũng chào anh Bình luôn. Con cũng kính chào cô chú, nhớ ủng hộ cho nhà vườn hết cô chú cũng như là đăng ký kênh ủng hộ. À, xin hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong những clip tiếp theo.